thấy phong thủy bí ẩn đặt ngôi huyệt phát tích nhà Trần khiến nhà Lý sụp đổ. Vương triều Trần là một vương triều có cơ nghiệp lẫy lừng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm ở nước ta. Cũng như hầu hết các vương triều khác, sự hình thành của nhà Trần luôn gắn liền với những giai thoại mang đậm màu sắc Liêu Trai. Nhưng có lẽ đây là triều đại mà truyền thuyết hình thành có nhiều tranh cãi nhất và thú vị nhất. Hiện nay, tư liệu còn lưu lại hai thuyết chính nói về ngôi huyệt phát tích nhà Trần. Một thuyết nói rằng ngôi huyệt phát kết do thầy phong thủy Tàu đặt đất. Thuyết nữa thì nói rằng ngôi huyệt do thầy phong thủy bí ẩn người Việt tìm thấy. Vậy thầy phong thủy nào trong số hai người trên mới đích thực là chân nhân, góp phần tạo nên một trong những vương triều lẫy lừng bậc nhất trong lịch sử? Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về thuyết ngôi huyệt phát tích nhà Trần do thầy phong thủy bí ẩn người Việt tìm thấy. Đầu thế kỷ 18, sau gần 900 năm xảy ra sự kiện Cao Biền trấn yểm Long Mạch nước ta, một tài liệu của Trung Quốc với tựa đề Cao Biền Di Cảo cùng một số cuốn khác trước kia như An Nam Cửu Long Kinh chẳng hạn, nhắc việc Cao Biền sau khi đem 5.000 quân vượt biển tiến về hướng Nam năm 865, được chi viện thêm 7.000 quân nữa vào năm sau 866, đã đánh chiếm nước ta và lập bàn đồng giữa trời, dùng thuật phong thủy lẫn những phương pháp thần bí để tầm long giáo giết. Vậy tầm long là gì? Tầm long là phép tìm kiếm long mạch ngoài đất trống, như cụ Tà Ao chỉ rõ. Chẳng qua ra đến ngoài đồng, tỏ mạch tỏ nước tỏ long mới tường. Và được học giả Cao Trung qua hàng chục năm nghiên cứu sách địa lý của Tà Ao giải thích rõ đại ý dưới đây. Long mạch là mạch đất bên trong có chứa khí mạch, giống như trong cành cây có chứa nhựa cây. Nó có thể chạy qua những dãy đồi núi cao, cũng có thể đi rất thấp, luồn qua sông qua suối, thậm chí qua biển, rồi đột ngột nhô lên với những thớ đất lắm khi uốn lượn xà xà trên mặt ruộng như hình con rồng đang cuộn mình vươn tới để ôm trầu một huyệt đất nào đó, gọi là long nhập thủ. Nơi đó có thể hạ huyệt chôn cất hoặc cải táng mồ mả cha ông để con cháu đời sau phát vương, phát tướng, phát trạng, phát tài lộc phú quý. Trước huyệt kết có đất nổi lên cao che chắn, gọi là án, hoặc có gò bao quanh kết hình ấn kiếm, ngựa voi, chiêng trống, gọi là xa. Tà Ao Địa Lý Toàn Thư ghi rõ, muốn tầm long cần phải biết thái tổ sơn của toàn thể các cuộc đất xuất phát từ dãy Himalaya, phải biết minh đường ở nơi nước tụ chốc huyệt để nuôi khí lành, biết thanh long là thớ đất bên trái huyệt và bạch hổ là thớ đất bên phải huyệt, cả hai ôm trầu vào huyệt kết, biết về long sinh, mạch sống động như mãng xà vương đang phóng tới, long tử, mạch nằm ngay đơ như chiếc đũa tre, long cường, mạch nổi to như sóng lớn, long nhược, mạch lặng lờ như sóng nhỏ lăn tăn. Những điều trên chắc chắn Cao Biền đã ứng dụng trong cuộc tầm long trên toàn cõi nước ta để trấn yểm. Nhưng đất phát vương của 12 đời vua Trần, chưa kể thêm đời hậu Trần, đã tồn tại vượt lên ý đồ của Cao Biền. Đó là vùng đất ở nguồn sông Phổ Đà, tức sông Luộc, nằm trên địa phận thôn Lưu Gia, thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày nay. Đến với vùng đất đó buổi sơ khai, có ba anh em nhà họ Lưu, gồm Lưu Khánh Đàm, Lưu Ba, Lưu Lượng. Về sau cả ba người đều làm quan, trong đó Lưu Khánh Đàm được vua Lý Nhân Tông trọng dụng. Khi vua sắp mất vào tháng Chạp năm Đinh Mùi 1127, đã cho gọi Đàm vào nhận di chiếu để cùng Lê Bá Ngọc đưa hoàng thái tử của Lý Thần Tông lên ngôi chức Linh Cữu. Tên tuổi của Lưu Khánh Đàm và Lưu Ba đều được Ngô Sĩ Liên nhắc đến trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đó là dòng họ thứ nhất tìm đến cư ngụ tại vùng đất phong thủy ở nguồn sông Luộc. Dòng họ thứ hai đến với đất Phát Vương là nhà họ Tô, chuyên buôn tơ lụa, giàu có nhất nhì trong vùng. Nhưng cả hai nhà họ Lưu và họ Tô cũng chỉ dừng lại ở mức quý tộc, cự phú, chứ không phát vương được. Mà phải đợi đến họ Trần xuất hiện, thì đất kết mới ứng lên một dòng vương giả, mới bắt đầu từ sự có mặt của một người đến từ Hương Tức Mặc, xứ Hải Thanh, đó là Trần Hấp. Trần Hấp sinh được hai con trai là Trần Lý và Trần Thiện. Trần Lý lớn lên kết hôn với Tô Thị Hiền, 15 tuổi. Thế là hai họ Trần và Tô kết xui ra và tạo thành thế lực mạnh nhất trong vùng. Trần Lý có người bạn họ Phùng, rất giỏi về khoa địa lý, được dân chúng kính nể, thường gọi là Thầy Phùng. Ông là người biết rõ kiểu đất hậu sinh phát đế ở thôn Lưu Gia, mà tiến sĩ Đinh Công Vĩ đã ghi lại trong cuốn Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam khá thuyết phục như sau. Ba mũi nhọn chồng lên nhau này là núi Tam Đảo với ba ngọn Phù Nghĩa, Thạch Bàn, Thiên Thị. Đấy là Tổ Sơn,
long mạch của nó chạy theo hướng đông bắc tây nam, thấp dần rồi chìm qua sông Thiên Đức, tức sông Đuống. Đến làng Hà Liễu của Châu Đằng mới đột khởi nổi lên một ngọn núi khác. Rồi từ đấy, long mạch lại chạy tiếp từ làng Nhật Cảo đến làng Thái Đường, kết lại ở Gò Sao. Phía trước gò ấy có ba gò lớn là Tam Thai, phía sau có bảy gò nhỏ là Thất Tinh, xung quanh có đầm nước bao bọc. Khi mặt trời soi tới thì mặt đầm sáng như gương phản chiếu, đối mặt với các cù lao nhỏ hình đẹp như những bông sen đang nở. Đấy là một trong 27 kiểu đất hậu sinh phát đế. Khi phát hiện ra chỗ đất kết, thầy Phùng đã bàn với Trần Lý nên cải táng mộ ông bà của họ Trần về chôn ở đó. Vì sao thầy Phùng lại không thể dùng chỗ đất kết để chôn ông bà mình? Theo thầy và nhiều nhà phong thủy khác, người tìm ra long mạch và chỗ huyệt kết chưa hẳn là người có thể cải táng thân nhân của mình để con cháu phát vương được, vì cần phải ứng đúng số mệnh nữa. Thầy Phùng biết họ Trần sắp phát và đã kể lại chi tiết bí mật liên quan đến câu chuyện phong thủy ở Gò Sao cho con mình là Phùng Tá Chu, cũng là một nhân vật lịch sử được biết. Vào ngày lập thu, mộ Hiển Thủy Tổ Khảo ở Tức Mặc và Hiển Thủy Tổ Tỷ ở Lưu Gia của dòng họ Trần đã rời chuyển đến Gò Sao song táng, công việc hoàn tất đúng giờ chính hợi. Những người tham gia giả soát các vị trí và hình thể của long mạch lần cuối để đặt la bàn xác định nơi hạ huyệt cũng như hướng cải táng đều là người họ Trần. Chỉ duy nhất có thầy Phùng biết chuyện. Xong việc, bên trên mộ được san phẳng y như cũ để không lộ ra dấu vết. Sau cuộc lễ chưa lâu, vào giữa một đêm rằm sáng trăng, Thái tử Sảm, tức vua Lý Huệ Tông sau này, từ Thăng Long chạy loạn đến vùng Lưu Gia, đã tình cờ trông thấy và nhanh chóng say mê cô con gái xinh đẹp của Trần Lý là Trần Thị Dung, lúc ấy mới 15 tuổi, là chị em chú bác ruột với Trần Thủ Độ, rồi cưới Dung. Đây là sự kiện mở đầu cho một loạt biến cố tiếp đó để vương quyền nhà Lý chuyển sang tay nhà Trần. Lại nói về Phùng Tá Chu, tương truyền thầy Phùng khi biết vận nhà Trần sắp tới, bèn kể câu chuyện với con trai mình tên là Phùng Tá Chu để biết liệu thời thế. Quả nhiên sau này, Phùng Tá Chu đã giúp sức đưa Trần Cảnh, cháu nội Trần Lý, lên ngôi và lập nên nhà Trần từ đó. Phùng Tá Chu vốn là một nhân vật lịch sử có thật, quê ở Phụng Thiên, nay là làng Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông là quan thái phó vào cuối đời Lý. Sau ông giúp nhà Trần lấy được ngôi, chuyện này được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép lại và được nhà Trần trọng dụng, phong làm Hưng Nhân Vương và được liệt vào các đệ nhất công thần lập quốc. Được biết, cha Phùng Tá Chu là một vị cư sĩ nổi tiếng tên Phùng Tá Thang, người gốc Lý Nhân, Hà Nam ngày nay. Sau rời sang làng Mỹ Xá, nay thuộc xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Đối chiếu giữa giai thoại và cứ liệu lịch sử thì thầy Phùng nổi tiếng nói trên rất có thể tên là Phùng Tá Thang. Tuy nhiên, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ chép rằng Phùng Tá Thang được nhà Trần phong chức tả nhai, là phẩm cao nhất của những người theo đạo Phật lúc bấy giờ, chứ không thấy đề cập tới những sự kiện được giai thoại dân gian kể lại. Bên cạnh truyền thuyết về thầy phong thủy Việt Nam tìm được ngôi huyệt phát kết, trong dân gian còn lưu truyền một thuyết khác về thầy địa lý Tàu. Câu chuyện này được chép khá rõ trong sách Công Dư Tiệp Ký Tiền Biên của cụ Vũ Phương Đề. Chuyện kể rằng, ông tổ họ Trần là Trần Kinh, đến Hương Tức Mặc, Nam Định ngày nay, rất thạo sông nước, sống bằng nghề trài lưới. Sau cụ lấy người con gái ở Hương ấy, sinh ra Trần Hấp. Bấy giờ có một thầy địa lý Trung Quốc sang nước ta xem đất. Cứ xét theo long mạch thì thấy hướng long mạch chạy từ núi Tam Đảo đi xuống, qua Thăng Long, rồi qua các xã Kệ Châu và Cao Xá, thuộc huyện Kim Động, Hưng Yên, thì thấy có nhiều đồng đất hoàn tụ. Thầy Tàu bèn cười nói rằng, đây là chỗ đóng quân và nấu cơm, huyệt phát kết chắc cũng ở gần đây. Nói rồi tiếp tục đi theo tiếp đến gần huyện Ngự Thiên, nay thuộc huyện Hưng Hà, Thái Bình, thì không thấy vết tích đâu nữa. Ngắm nghía hồi lâu, thầy Tàu nói, nước sông chảy mạnh, không lẽ huyệt lại ẩn tàng dưới đáy sông? Nói xong bèn vượt qua sông, tìm đến chỗ phát tích tại xã Nhật Cảo và chỗ kết cục tại xã Thái Đường, mới hạ la bàn để xem xét, và cứ say mê quanh quẩn mãi ở đấy không đi được. Chợt có Nguyễn Cố, người xã bên đi đến đấy, thấy người lạ tay cầm la bàn cứ quanh quẩn không đi, bèn hỏi nguyên do. Thấy vậy, thầy Tàu bèn than thở, không ngờ ở nơi bình địa mà lại có đất đế vương, đáng chê các thầy địa lý thời nay không có nhãn lực. Nghe vậy thì Nguyễn Cố liền năn nỉ, nếu quả là đất quý như vậy thì xin thầy cho tôi, thầy muốn được tạ lễ bao nhiêu tôi cũng xin nộp đủ.
thầy Tàu ra giá 100 quan tiền và đòi chia nửa nước nếu Nguyễn Cố lấy được. Hai bên cùng thỏa thuận, rồi đem mộ tổ táng vào huyệt tốt mà người thầy Tàu đã mách. Thế nhưng, dù đã hứa hẹn như vậy, nhưng thầy Tàu lại sợ Nguyễn Cố phản trắc nên dặn. Táng xong tất có điểm lành, nhưng trong hạn trăm ngày, thỉnh thoảng phải đến thăm nom. Nếu sau cơn mưa gió sấm sét thấy có sự lạ, thì lành ít dữ nhiều, phải táng đi chỗ khác ngay. Sau khi táng xong mấy ngày, một đêm nọ bỗng có một tiếng sét rất to, làm kinh động nhân dân và súc vật ở vùng ấy. Sáng hôm sau đi xem, thì thấy ở các xã Tây Vệ và Thái Đường có nhiều hòn đá nhô lên, gọi là đá tai mèo, mọc khắp vườn tược ao chuông, nơi nào cũng có. Nguyễn Cố biết là được đất rồi, rất lấy làm mừng rỡ. Thế nhưng vợ Cố lại bảo rằng, ngôi đất ấy giàu cho là phát phúc, nhưng nay làm thế nào lo được 100 quan tiền. Hai vợ chồng định bụng không tạ lễ cho thầy Tàu nữa, nên hẹn người này đến nhà, rồi bắt trói lại. Đêm hôm đó, đem vứt thầy Tàu xuống sông cho chết. May thay nơi vứt thầy Tàu đó vốn là một bãi phù sa, khi thủy triều rút xuống thì trơ lại một bãi đất khô. Lúc đó chợt có một chiếc thuyền đánh cá của họ Trần đi ngang qua đấy, nghe có tiếng người hô hoán, vội tới cứu đem lên thuyền, rồi hỏi duyên cớ. Thầy Tàu bèn đem đầu đuôi sự việc này thuật lại cho họ Trần nghe và nói thêm rằng, nhờ có ông mà tôi được sống lại, tôi xin đem ngôi đất quý ấy biếu ông để tạ ơn cứu mạng của ông. Tôi biết vận nhà ông sắp tới, nếu sau này có thành công, xin đừng quên tôi. Sau đó người họ Trần thực hiện kế hoạch của người Tàu để chiếm lại ngôi huyệt đế vương đó và thành công. Sau khi táng mả được mấy chục năm, họ Trần quả nhiên lấy được nước và mở ra một vương triều rực rỡ trong lịch sử Việt Nam. Nhận định về vấn đề này, cố giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian cho biết, câu chuyện thầy phong thủy tìm được ngôi huyệt phát tích nhà Trần xuất hiện với tư cách như một giai thoại dân gian. Do đó, nó chỉ mang tính tham khảo chứ không phải là một cứ liệu lịch sử. Tuy nhiên, dưới góc độ văn hóa thì chúng ta có thể nhìn nhận được nhiều vấn đề văn hóa hơn là vấn đề lịch sử.